Tân chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của chúng mình ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay á, trong gia đình á, thì chị Loan đã bị bệnh, cho nên á, mình muốn á, là nấu một ít đồ và đi đến bệnh viện thăm chị Loan. Sẵn mình sẽ quay cái bệnh viện bên Mỹ như thế nào cho tất cả mọi người cùng xem, để cho mọi người tham quan cái một góc nhìn nhỏ nhỏ ở bên Mỹ và những cái khuôn viên khi mà mình đi vào bệnh viện và cái dịch vụ họ như thế nào. Thì mời tất cả mọi người cùng theo chân mình nha. Mình nấu một nồi cháo thịt bằm đó các bạn. Cháo thịt bằm mình nấu cái thịt này á, mình xào riêng xong rồi mình đổ vô, nêm nếm cho nó vừa ăn rồi mình đổ vô. Rồi á, còn cháo này thì mình nấu cháo cho nó nhừ, xong bắt đầu mình mới đổ thịt bằm vô. Rồi mình bỏ gừng nữa các bạn. Gừng và hành thật là nhiều. Mình bỏ cái dĩa này luôn các bạn. Rồi xong rồi bây giờ mình chuẩn bị mình múc vào cái thố đây, vô thố gì mình cho thêm một ít hành phi nữa để cho nó thơm và ăn cho nó ấm bụng á. Gừng thì ăn ấm bụng, hành cũng ăn ấm bụng, và miếng hành phi cho nó thơm để mình tạo cái vị giác cho họ ăn cho ngon hơn các bạn. Giờ mình sẽ xịt thêm một chút tiêu nữa đó. Ok đó, được rồi các bạn ha. Vậy bây giờ mình sẽ đẩy nó lại và mình chuẩn bị đi thăm bệnh nha. Ra nước vậy. Sao người ta nói em sáng đi làm sao cái giống xe quá. Đây là bệnh viện ở bên Mỹ nè các bạn. Họ sẽ treo những cái tấm hình của bác sĩ và những người xuất sắc ở đây đó. Đó các bạn thấy không? Có những bức tranh đẹp không? Đó, dài. Này, họ trang trí đẹp rồi. Giờ đi tới cái quầy. Ở trong cái khu bệnh viện này họ cũng có bán đồ đó các bạn. Đây các bạn thấy không? Có shopping nữa. Trang trí quá là đẹp. Đi mình đi cà niển nha. Sáu đây. Thành ra chị không có để ý tới chuyện chị thấy hơi nóng chị mới dòm có bao nhiêu độ thì mới thấy là mùi. Ok, xong rồi các bạn. Bây giờ mình đã đi vào bệnh viện mình thăm bà bạn xong rồi, bà chị xong rồi. Thì ở trong đó mình không được nói chuyện nhiều quá, cho nên ngày mình ra ngoài mình kể cho mọi người nghe ha. Thì trong bệnh viện ở bên Mỹ á, thì các bạn không cần biết các bạn giàu hay nghèo, không cần biết các bạn có bảo hiểm hay không. Thì khi các bạn đi vào bệnh viện thì họ sẽ nhận bạn vào chữa trị trước. Sau đó họ sẽ coi cái kiên quần số social của các bạn á, giống như là số giấy chứng minh nhân dân của mình ở bên Việt Nam gì đó. Thì họ sẽ ký những cái tờ giấy rồi những cái dịch vụ mà khi mà bạn cần phải chi trả bao nhiêu. Thì nếu như các bạn có tiền thì các bạn phải trả, hoặc là các bạn có bảo hiểm thì bảo hiểm trả phần nữa, rồi bạn trả một cái 20 phần còn lại hoặc 30 phần còn lại tùy theo cái bảo hiểm mà mình mua. Thì khi mà các bạn có bảo hiểm thì các bạn chỉ cần trả một phần của cái bảo hiểm thôi, rồi còn phần còn lại thì bảo hiểm nó sẽ chi trả cho mình cái khoản đó. Mà nếu như các bạn là một người theo kiểu là không có bảo hiểm, không có gì hết, thì các bạn có khi là các bạn phải trả hết tất cả những cái thủ tục đó. Mà nếu như cái income của các bạn nhiều, các bạn làm tiền nhiều mà các bạn không có bảo hiểm thì các bạn phải trả hết những khoản tiền đó. Có thể các bạn có thể là thiếu nợ lại và các bạn chia ra, chia thành nhiều lần các bạn trả.
ví dụ như một tháng vậy các bạn trả 10 đồng, 20 đồng hay là nhiêu tùy theo khả năng của mình, tùy theo khả năng mà mình trả cho bệnh viện và nhà nước họ sẽ cho mình thiếu lợi. Rồi á, khi mà các bạn đi vào đó, nếu như mà các bạn với cái mức thu nhập thấp hoặc như thế nào đó, họ xét, họ cảm thấy là bạn đủ tiêu chuẩn và họ có thể cấp cho các bạn được là cái thẻ bảo hiểm miễn phí, thì họ sẽ cấp cho bạn ngay tại bệnh viện luôn. Đó là những cái gì mà mình biết khi mà mình sống ở bên đây và mình nghe được tất cả những người ở bên đây mà họ trải qua như vậy và họ kể là những cái trường hợp của họ như thế đó. Thì đối với mình thì mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người, khi mà mình tiếp xúc và mình nghe được thông tin những cái người mà họ đã trải qua những cái trường hợp như thế đó, như thế thì mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người, ai mà vẫn chưa biết gì về đất nước Mỹ thì các bạn có thể hiểu thêm một phần đó. Thì những cái gì mình chia sẻ nó không hoàn toàn là đúng tất cả ở trên nước Mỹ. Đó là những cái mà kiến thức mình thu thập được từ những cái trường hợp cụ thể. Thì những cái trường hợp đó mình muốn mang lên đây, đem lên cho tất cả mọi người nghe tham khảo để biết thêm là ở bên Mỹ mình có những cái trường hợp như vậy, chứ không hoàn toàn là áp dụng cho tất cả mọi người trên nước Mỹ nha các bạn. Cho nên các bạn xem những cái thông tin mà mình đưa cho mọi người á, thì các bạn cũng đừng có theo kiểu là hiểu sai ý về cái video mà mình truyền đạt đến tất cả mọi người nha. Thì mong mọi người hiểu đúng về cái ý nghĩa đó. Và những cái gì mình biết mình chia sẻ với tất cả mọi người là những cái trường hợp cụ thể, và những cái trường hợp đó nó không hoàn toàn là tất cả nghe mọi người. Thì đây là những cái thông tin các bạn tham khảo để mình hiểu, tham khảo để mình hiểu hơn về cái đất nước Mỹ nó có những dịch vụ như thế nào, và cái cuộc sống ở bên đây ra sao. Hoặc là các bạn muốn biết với cuộc sống của mình khi mà mình đặt chân đến nước Mỹ mà mình sẽ có thể gặp những rắc rối gì á, thì các bạn nhờ cái kênh YouTube của mình các bạn cũng có thể hiểu hơn về cái cuộc sống bên đây ha các bạn. Sau đây là mình kể tiếp cho các bạn nghe về cái trường hợp của chị mình. Thì chị rất khi đi làm, sau khi giờ làm về chị bị mệt các bạn, và chị boss của chị nói là tao thấy mày không có ổn và mày đừng có đi về nhà, mày hãy chạy thẳng vô bệnh viện luôn đi và mày khám xem mày bị cái gì. Thì lúc đó là chị mình cũng cảm thấy là trước ngày một ngày là đã không ổn rồi, thì có gọi điện bây giờ báo với mình biết là tối đó là không có về nhà ngủ. Thì cái ngày hôm sau vẫn bị như vậy nữa, đi làm vẫn bị như vậy nữa. Thì cái boss nó mới kêu là mày đi khám bác sĩ đi. Thì chỉ vừa vô trong trọng, chị nghĩ là khám xong rồi ví dụ như nó vô một chai nước biển rồi nó có thể cho mình về, nhưng mà không ngờ là nó dịnh chị ấy lại và họ tìm không ra bệnh các bạn. Khi mà họ kiểm tra thì họ tìm không ra bệnh và họ giữ chị của mình lại và làm những cái xét nghiệm để tìm ra cái bệnh, xem là nguyên nhân tại sao mà mình lại có những cái triệu chứng như vậy. Vì họ rất là sợ nếu như mà khi mà họ thả các bạn về, mà giống như là họ nói là bạn ok, bạn không có gì hết, họ thả các bạn về, mà nếu như bạn về nhà mà các bạn bị cái này hoặc bị cái kia, bị bệnh hoặc là bị có một cái gì đó xảy đến không tốt với mình, thì cái bệnh viện đó có thể sẽ bị thưa các bạn, người nhà của người bệnh nhân sẽ bị thưa. Cho nên nó thưa cái chỗ bệnh viện đó là làm việc tất tắc, không có chuyên nghiệp, hoặc là bệnh nhân đang có một cái bệnh đó mà không chịu kiểm tra cho kỹ mà để cho bệnh nhân đi về rồi mới xảy ra những cái hiện cái bệnh và là dẫn đến chết người chẳng hạn. Đó là những cái điều đó như vậy, cho nên họ sẽ giữ chân cái người bệnh nhân lại và kiểm tra cho thật kỹ. Có thể là ngày hôm nay chị mình có thể được đi về, ngày mai hoặc ngày mốt là chị mình có thực thể được đi về, nhưng mà do sáng bác sĩ nó thấy vẫn chưa có ổn cho nên nó giữ lại thêm một ngày nữa, thì khoảng cái tầm ngày mai mới được đi về đó các bạn. Mình thu thập được bao nhiêu thông tin đó và mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, tại mình cũng có tánh hay quên và mình cũng sẵn đây mình ghi lại, lưu lại, đến một ngày nào đó mình có thể mình quên hoặc là có lúc mình cần đến những cái thông tin này mình sẽ xem lại video của chính bản thân mình, chứ không phải là mình lên đây mình câu view câu like gì với mọi người. Đó là chỉ là những cái thông tin mà mình chia sẻ, có thể nó sẽ giúp ích cho một số người nào đó xem được video này, mình chỉ mong là như vậy thôi. Thôi cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video mình ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào những video sau. Nếu mình đi học hỏi được
cái gì hay nữa thì Minh sẽ lên chia sẻ tiếp cho tất cả mọi người nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye mọi người. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho Minh nhé. Bye.